Hello, xin chào tất cả mọi người. Clip này thì mình sẽ làm về khẩu Golden Shark. Mình đã có một cái clip bắn trong C4 rồi và rất là phế. Đấy là chỉ là một cái gương mặt trái của em nó thôi. Còn nếu mà các bạn muốn thấy cái gương mặt thật của em nó thì phải cầm nó vào zoom bài cơ. Zoom bài nó mới bái anh em ạ. Chứ còn C4 thì kiểu như là vào bắn chơi chơi nghịch ngu cho nó vui thôi. Ok, cũng sợ thùng hàng nó thất thủ rồi. Sao kia? Mày đừng tơ. Đi sau thì phải báo cho người ta biết với. Mày cứ lù lù phía sau. Bảo làm sao không bị thòng nát đít được. Té rồi. Đấy, mình biết là mình không thể gánh được các bạn thì mình phải té thôi. Mình đứng nhây nhây thì khẩu súng này nó không thể giúp mình thoát được cái số phận nghiệt ngã. Rồi 36 kế. Té là thượng sách. Trời, gì ghê vậy. Rồi một pha thoát chết đúng là đứng trước cái lưỡi hái tử thần. Nhưng mình vẫn thoát được. Thế đây nào tự dưng nhấp nháy vẫn lao cào như thần. Cái gì vậy? Thật là hư cấu. Mệnh rồi, tôi xong rồi. Tôi xong rồi. Rồi. Bạn ơi, bạn đi thì bạn để con mắt trước mặt hộ cái. Mệnh, nó để đâu đâu ý. Chắc là đang hái hoa bắt bướm, nhìn mây nhìn trời. Đấy, thế thì mình lại té được thôi. Rồi nhấp nháy kìa. Nhìn mệnh. Nhấp nháy. Rồi đây rồi. Cái gì đây? Này thì tập parkour này. Trời. Sorry bạn nhỉ. Người ta chỉ tập parkour một tí thôi cũng không tha. Đấy, rồi trẻ không tha mà già cũng không chừa. Cái số phận là nghiệt ngã thì nó điểm dây vào mặt bạn rồi. Thì bạn phải chịu thôi. Anh nhau đã tệ rồi, tôi xong rồi. Bạn có biết được thì bạn cũng im im mà bắn thôi. Thế đích nào nói lên là cái gì? Đấy, anh em hay cứ thích là nói lên. Tại vì nói lên thì những người khác sẽ chú ý theo. Và chú ý theo thì một cái điều tiếp theo thì anh em cũng biết rồi. Một băng. Không phải là một băng, mà gọi là một mả dưỡng bay nó sẽ nhìn mình. Hay lắm. Đi mệnh y tá. Thật là VL. Thế đây là ngồi móc sau lưng người ta. Rồi mình sẽ đóng vai nhân vật ông già Tokuda đi vết máng. Đây. Chạy đâu bạn ơi? Rồi cover kinh vậy. Từ từ. Rồi bọn này hay lắm. Mệnh. Éo vét máng được rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ sang trận tiếp theo. Thế đấy nào, bọn kia cover phía sau đi không nổi luôn em ạ. Bơm 2 lít máu. Không thể đi nổi. 2 lượt máu ấy chứ không phải là 2 lít. Con này như là mỗi lần mà hết máu thì bơm một phát là nó phun luôn hay sao ấy. Cảm giác là rất là bá. Khi mà nó cân hero thì cái skill đấy nó rất là bá. Tại vì nó cái tay của nó cào rất là nhanh. Nó cào qua cào lại, mình có cảm giác nó như là hủy diệt thứ hai. Và nó có 2 lần hồi máu thì nó rất là trâu bò. Điều đấy là hủy diệt không thể có được. Nhưng hủy diệt thì chỉ bật lên là trâu bò thôi. Đấy, này thì trâu bò. Đâu rồi? Ơn rồi. Chả nhẽ mình lại thoát bây giờ. Thôi mình sẽ cận chiến để qua trận tiếp theo. Thế đích nào ấn nhầm nút này. Thì sẽ cho các bạn thấy được cái sức mạnh của em nó. Cái gì vậy? Thôi đi lùi này. Này thì đi lùi. Yếu rồi, thằng này yếu rồi. Yếu rồi. Rồi mình sẽ cho các bạn xem cận chiến. Đấy, thơm chưa? Đấy, nằm xuống bằng một cái phong cách gì đấy thật là nghiệt ngã. Cận chiến của cái này thì thực sự nó cũng không ngon lắm. Mình cảm giác là như vậy. Nhưng nếu mà cận chiến quen thì chắc là cũng được. Nhưng được cái là nó đẩy đấy, các bạn thấy chưa? Thằng tơ nó đứng luôn ạ, thì bệnh. Chắc hẳn là bị lag luôn ấy. Không thể đi được. Tại vì khi mà cận chiến thì nó sẽ đẩy giống bay. Mà cái đẩy giống bay thì mình cũng không quan trọng lắm. Tại vì khi yếu máu thì mình mới lao vào cận chiến. Còn khi mà trước mặt nó, các bạn lao vào cận chiến thì nó sẽ không đẩy đi. À, nó vẫn đẩy đi nhưng các bạn sẽ bị mất giáp. Đấy, thì nó thế thôi. Mình nghĩ các bạn không nên áp dụng đấy vào mặt dùng bài. Thì mây cũng phải làm. Trời ơi. Thế đây nào. Lại làm Tokuda đi vết máng. Mệnh. Hay lắm. Cầm cái gậy X-Toy trên tay. Mình cảm giác, mình cảm tưởng như mình rất bá đạo. Nhưng mình nghĩ là nó không được trót lắm. Phải có skill hồi máu cơ. Đây rồi. Kinh quá. Mệnh gì ghê vậy?
Rồi vết máng không thành công thì mình sẽ thuê nhân vật cương thi. Rồi, diễn viên mới sẽ là tuyệt vời hơn. Đấy, diễn viên chân dài thì nó sẽ điệu nghệ hơn. Này thì lao vào này. Ý mệnh, cứ lao vào như trốn không người. Đùa thật đấy chứ. Đây rồi, chết rồi. Bay làm cái gì? Này thì nguy hiểm này. Đứng xa xa vào. Thế thì là bạn lại gia nhập với team mình thôi. Rồi, làm sướt mẻ tí nha anh em. Thế là còn một người. Thôi, một người thì sống làm sao? Đã đi, phải chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Thì mệnh, đi người ta thấy người ta đi một mình mà không đi theo thì đúng là. Rồi, để mình hồi đầy máu thì mình sẽ lên tiếp nát bọn chị này. Đây rồi, nữ thần bảo thủ đây rồi. Anh em hay gọi nó bằng một cái tên cực kỳ thân thương và quen thuộc. Rồi, này thì bảo thủ cho cố mà. Ok, mình phải té sang trận khác đây. Mỗi khi mình làm zombie ấy, thì cái phòng đấy mắc nhiều zombie. Còn khi mà mình không làm zombie thì cái phòng đấy chỉ có 1-2 con thôi. Chơi rất là chán. Cứ phải đảo sang phòng này đến phòng khác. Dạo này chơi zombie chán nhở. Anh em toàn thẩm du với lại zombie thì AFK các kiểu. Kiểu như là đứng quay tay ấy. Thì mệnh. Rồi, tôi xong rồi. Rồi chưa bao giờ quay tay. Đấy, vào chế độ zombie để quay tay thôi. Hay lắm. Thì mệnh, thằng tí chớp nó liếm la liếm sạch rồi kìa. Thôi té rồi. Không đứng nhây làm cái gì. Đấy, ngay ở phía dưới rồi. Ghê thật đấy chứ. Này thì la liếm cho cố vào. Bây giờ lòi mồm thì đừng trách ai. Hay lắm. Rồi đảo như răng lạc. Cái gì vậy? Làm mình hết cả hồn. Bọn này nó bay lên tim cực. Rồi tôi xong rồi. Thằng tơ hay lắm. Bị mệnh đứng AFK để cho cái thằng kia nó dùng cái roi nữ hoàng nó cận chiến. Bị mệnh roi GAV. Rồi mình cũng tính cận chiến thằng y tá nhưng phút giây gì đó dừng lại để thằng khác câu KS luôn. Hay lắm, lên đây, lên đây. Ui, gì vậy? Bảo lên thôi. Ai bảo chạm cái bàn tay của bạn vào người mình. Mệnh. Nên để trò chuyện thôi. Cái đích nào. Đây nó hiếp luôn cái băng bảo vệ của mình. Thôi té thôi. Rồi. Mình biết là mình bây giờ mình cô độc lắm rồi. Không ai cover. Không thân, không thích. Không quen ai hết. Rồi lại đây, úi xoài hai con. Hai con này. Mình đang nhẽ là cái thằng hủy diệt trên đấy. Ai bảo bạn lao vào làm cái gì. Đấy, cái tội hổ báo thì bây giờ nằm xuống thì có ai thương đâu. Không ai thương, không ai nhớ. Mệnh thằng kia thì nó thấy chết thì nó cũng bỏ chạy thôi. Không quan tâm. Mệnh số phận nó nghiệt ngã thế thôi. Nên anh em tốt nhất là cái lúc mà lao vào thì cũng không nên lao vào. Đấy, kệ bà nó đi. Đấy, không thì thằng hủy diệt chết rồi. Cái thằng tia chớp nó chết một phát là cái thằng hủy diệt nó té luôn mà. Nó sợ nó té luôn mà. Nghĩ thật đấy chứ. Đấy, rồi. Cái chế độ thứ bài thì nó là như thế mà. Một thằng chết là thằng khác nó té ngay. Nó không bao giờ cover đồng đội. Rồi. Đúng rồi. Cái gì vậy? Này thì lách này. Lấy cho lắm vào. Đặt cái tên mắc chất tổng tư lệnh. Nhưng không xong rồi. Thằng fake mà. Đâu rồi bạn ơi. Hết giờ rồi. Úi thôi. Hết giờ rồi còn cố nữa. Mình tính đi vào. Mình xem cái mặt thằng hero làm sao. Nó không biết nó đứng phía trong đấy. Nó ăn cái gì mà nó mập thế. Rồi bắt đầu có những comment phát hiện ở NDT rồi. Vâng. Những ngôn từ cực kỳ là tinh túy bắt đầu đã được update lên cái khung chat. Thật là vi diệu. À đủ lại tao Tokuda định mệnh. Sao hôm nay nó bắt mình vết máng nhiều nhở. Thế đấy nhở. Đùa thật đấy chứ. Số phận là nghiệt ngã. Bắt bảo làm Tokuda. Mình thì không thích rồi. Người ta thì không thích vết máng rồi. Cứ ép người ta vết máng định mệnh. Rồi, số phận bắt như thế thì mình cũng phải tư tưởng một tí thôi. Mình cứ suy nghĩ những cái con người, những cái bạn, những các bạn chiến binh là những cái máng để mình vết. Đấy, đây rồi. Đây này thì liếc đi đâu. Nhìn đi đâu. Hay lắm. Này thì nhìn đi đâu. Đấy, cái tội liếc gái đằng xa là thế đấy. Sập mặt cả hai định mệnh.
Rồi gái trước mặt xinh như thế này không không ngắm vậy, ngắm thì ngắm xa như vậy này thì ghê thế, bạn hơi bị ghê đấy. Rồi cái gì vậy, hay lắm bạn ơi, mình sẽ đóng đóng giả Tokuda thiết máng cho các bạn xem nó hiếp hero mạnh đến cỡ nào đấy. Đâu rồi, lại thằng này nữa rồi, what the hỡi. Rồi nó đảo như rang lạc là mình ngáo luôn ạ. Này đảo này. Úi trời ơi, sao nó cao vậy? Thật là hư cấu.